cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay bên cửa hàng em có về được một ít mẫu đầu máy cắt cỏ mới. Đó. Thì đầu này là đầu mới nha anh em. Chỉ có đầu không thôi. Không có cần ha. Đầu này là đầu bố lớn trợ lực. Đó, nó có dán cái tem là Mitsu TU43. Nhưng mà nó là hàng này là hàng nhái nha anh em nhé, hàng nhái, hàng tàu. Đó, thì cái này em bán sao thì em có sao thì bán như vậy nha anh em. Bán thì mình nói cho nó chuẩn ha. Đó, bắt công mà nhiều anh em kêu bán cái con TU này, bán hàng này, hàng chính hãng nha anh em. Đó, con này nó là hàng tàu ha, giá rẻ. Đó, thích hợp cho anh em, nói chung là cũng dùng cũng vừa vừa. Đó, không dùng quá nhiều ha, thì giá nó rẻ mà anh em. Đó, con này 43cc đồng 40 ly nha anh em. Thì nói chung là cái chất lượng của nó thì nó không quá tệ anh em nhé, nó cũng khá là ok đó, xài cũng khá là ngon nha anh em, phát cỏ xịt thuốc rồi cũng ngon, nói chung là xả phân rồi cũng ok nha anh em ha. Đó, đồng 40 ly. Rồi, giá của cái đầu này á thì đó là 1.250.000 một đầu ha, 1.250.000 một đầu. Đó là giá, là thực sự là giá nó tốt nhất rồi anh em ơi. Và phụ tùng kèm theo thì em sẽ tặng kèm cho anh em một cái mở buri và một cái buri. Đó, một cái tiếp mở buri và một cái buri thì phụ tùng kèm theo thì em sẽ tặng cho anh em vậy. Còn máy này là hoàn toàn mới 100%, chưa đổ xăng nha anh em. Mới 100%, chưa đổ xăng luôn. Đó. Thì về anh em đổ xăng vô là nổ thôi ha. Ở đằng sau nè, anh em nhìn bố côn nè, bố côn rất là đẹp nha anh em, bố côn khá là dày, khá là chắc chắn, rất là ok, bố e của nó nhìn nó rất là ngon ha, chắc chắn lắm anh em. Đó, thùng xăng đồ có nóc thông khí rồi ha, đàng hoàng hết. Đó, rồi giá của nó là 1.250.000, tặng kèm một buri và một tiếp mở buri, đều là bao ship. Đó, và bao ship luôn cho anh em về đến nhà. Anh em chỉ thanh toán 1.250.000 là xong anh em ha. Đó, rồi ok. Anh em nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 034-434-1710 để mua hàng anh em ha. Đó, số điện thoại của em có sử dụng Zalo và Facebook. Rồi, em về được 10 đầu nhưng mà em bán 5 đầu rồi. Em giao 5 đầu rồi, còn 5 đầu thì em lên quay video cho anh em xem ha. Đó, rồi anh em nào mua hàng thì liên hệ với em nha. Rồi, bye bye anh em.